kiến trúc rất là nhiều. Side, on the right side and the vestibular side. Both. Yes, because otherwise the wire gets up. Yeah. Thì mình nhìn thấy mấy cái răng là bị đông thì gán cả mặt cài mặt ngoài mặt trong luôn thì sẽ giữ nó. This ligature is because he tells me that this patient every time debones the bracket. So when you got, when you have patients that debone the bracket, you can do this ligament. Circumference ligament. Thì nếu mà bệnh nhân mà có rớt cái mắt cài miết á thì cột luôn cái ligature, cột luôn cái ligature xung quanh cái răng luôn. Chị thấy không, xung quanh cái răng luôn. Ok, đúng rồi. Bệnh nhân cứ lặp rớt mắt cài hoài cái thuật mình quá hay cột cái lai gây chơi giữa hai cái mắt cài ngoài trong luôn. Nó rớt thì cũng rớt chứ ta. Nó rớt luôn cái lai gây chơi. Ok. Nếu mà cái trường hợp nào mà mình cũng loe răng thì mình cứ làm cái kỹ thuật này, bởi vì nó nới từ từ nó tạo xương. Now we can do the bendings.